đam mê từ nhỏ, từ hồi nhỏ nhà cô chú cũng đang khó khăn rất là, cứ tự lấy các cái giấy với lại lá chuối khô quấn lại làm quả bóng để ăn đá. Wow. Là mùa bưởi đó là ăn cắp trộm bố mẹ quả bưởi to để đập dập ra để mà làm bóng mà đá. Đam mê từ nhỏ như thế. Cô đi rước cô sẽ cô cho Dũng một trái bưởi đúng rồi, không? Rồi, cái đấy là cho để anh nhớ lại kỷ niệm xưa. Các con là ý là các con là xưa là chưa có điều kiện khó khăn là còn đang phải đá bóng bằng quả bưởi, ý là nghĩa là như thế. Chơi với nhau. Anh đã vội cỡ cái tủ, cái kính tủ như đó. Ở nhà anh bóng cửa lại em nhảy ra. Anh chờ mẹ anh, bố anh mới. Thằng anh xì cư vô gầm giường chứ. Về bố mẹ hỏi anh đi mô hết mấy. Anh đi chơi mô. Đi lúc dọn cơm ra. Rồi anh mô không gọi anh về mà ăn cơm. Nếu hắn vừa thì mặc kệ hắn vừa. Vừa cái này lấy cái khác. Ai làm chi cho mà phải trốn. Nhưng mà anh cho gầm giường hắn lại bỏ ra. Dễ rồi anh ăn cơm. Đây là các em anh mua đấy. Các em anh đi đá bóng ở xa. Thế là anh bảo là bố mẹ bọn con mua cho bố, sắm cho bố mẹ cái tivi này. Bọn con đá ở đâu bố mẹ cũng nhìn thấy. Thế là anh sắm. Cái trận đấy là thằng em bị chấn thương chứ, nên là không đi World Cup được, rất là thằng anh thương quá. Mặc dọc một cái áo thằng em mặc vào trong. Ý là lúc nào anh em cũng kề vai bên nhau. Anh chấn thương mà cô ở nhà thật sự mà nói, cô không yên tâm. Bố mẹ ở nhà lo lắm nhiều cho cái điện. Mẹ ơi không phải lo lắm gì, còn con sức khỏe bình thường, con không có vấn đề gì, chấn thương con ổn định rồi. Nhưng mà thực tế là không ổn định, hắn hay nói với cô để cô yên tâm rồi. Thì cũng phải cố gắng cho con đến hoàn thành cái nhiệm vụ những người hâm mộ người ta đang mong chờ, đấy là cái trách nhiệm của con, mình cũng phải cố nín đi để mà cho con thi đấu cho thật.